nở quỳ bên chánh điện. Khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu, tinh nữ ơi nguyên do nào người muốn đi tu? Chui kinh kệ và quen mùi khổ hành. Nhưng tính nữ đi tu làm sao cho thành chánh quá, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã giác ngộ hay vẫn vương nở trần? Người đi tu vì chán mùi chung đình và cảm thấy cuộc đời là hố thăm gần sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau, tinh nữ mới toàn hưởng cửa âm thiền để chôn lấp mạch sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ. Cửa âm thiền vẫn mở rộng cho người đời chuông mỏ công phu. Vào chốn này không khó, nhưng khó giữ cho bền tâm trí của một người tu. Việc đi tu
dẫu đời người tỷ như cánh phù du, nhưng còn sống ta vẫn còn tranh đâu. Sở dĩ bằng tăng đi tu đây là vì 30 năm trương gió, cõi trần ai đã lỡ dở mộng công hầu. Một kiếp phù sinh đã trắng nửa mái đầu, trước khi bước chân vào nơi Phật tử, bằng tăng cảm thấy mình là một chiếc lá vàng. Tuổi thanh xuân không còn với một lão già, tóc bạc răng long mắt mờ tai yếu. Thôi thì mượn lời kinh tiếng kể, để có ngăn chia đôi ngã đạo và đời. Còn như tín nữ đây vốn người tuổi trẻ, gái đôi mươi đang giữa độ xuân thời. Đừng vì một phút buồn đau mà chán nản sự đời, đâu có phải lần chuỗi bồ đề niệm kinh sám hối là dứt được dòng trần lụy thế gian. Còn mặc chiếc áo nâu sồng là còn mang ơn người đã dệt từng tấc dài, còn đỡ lòng bằng bữa cơm dưa muối là còn nợ bác năm phu tài lâm chân. Đã có câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, và cũng có câu tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tín nữ trước hãy lo tu thân, rồi sau sẽ lo tu tiên tu Phật. Còn như muốn nếm mùi khổ hạnh thì 50 năm nữa, khi mắt đã mờ không còn nhìn rõ vạn vật muôn màu, tai đã lắng không còn nghe chuyện thị phi thiên hà, lưỡi đã tê vì tâm khổ không còn thiết nếm những mùi mỹ vị cao lương, chừng ấy tín nữ đến đây quy y thi pháp để có gợi thần dưới bóng Phật đài. Tín nữ nên biết rằng cửa thiền chỉ mở rộng cho những ai không bằng dòng trần lụy, bởi có câu tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính